Nếu bạn đã có nhu cầu mua Ác Niên Quân thì hãy truy cập vào shop topdan.com nha. Shop có nhiều trò chơi hấp dẫn, nhưng vòng quay sau này vòng quay năm mới chỉ với 19k. Ngoài ra có vòng quay may mắn từ 9k đến 200k. Gia đun tùy chọn, ngay shop topdan.com ủng hộ mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Nãy là mình topdan đấy. Rồi, cận đầu hôm nay mình sẽ vào con đan Jizo đi rừng nha anh em. Ok. Với cái đường đi tốt thì mình trận này mình sẽ gặp bạn là Mr. Zuka, tên hay này, anh bị quá nghe gần quê anh em ạ. Rồi mang cái giày kháng hiệu ứng đi vậy cũng được, thì mang cái giày giáp hộ vệ đi, nhưng mà thôi thì bạn cái con Kiji nó hất tung hơi khó chịu nên mình sẽ mang cái giày kim cương đi để kháng hiệu ứng nha anh em. Không, thông thường thì mình sẽ mang cái giày hộ vệ để đỡ cái sát thương của thằng Zuka, nó bổ thấm lắm anh em ạ. Rồi nói chung thì đi top anh em phải để ý bản đồ nha anh em. Rồi hiện tại dưới thì có bạn Superman. À nộn, bạn rơi anh em ạ. Bạn ấy đang ép rừng bên dưới. Còn hiện tại mình sẽ hỗ trợ bạn Mít ép rừng ở đây nha anh em. Rồi Triệu Vân vẫn ăn được một xanh nha anh em. Nói chung thì đi top ấy, anh em có cơ hội anh em ép rừng nó càng hay. À quên, càng nhanh càng tốt nha anh em. Nếu mà anh em đọc được map của Triệu Vân di chuyển ấy, Triệu Vân di chuyển khá là cơ. Nói chung là nó không cơ động như Live of the Short. Anh em cướp rừng hay làm gì nó khá là đơn giản nha anh em. Trừ khi team bạn nó không để ý đến rừng thôi. Đó, hiện tại bên mường đỏ của bạn là Triệu Vân bị mất rồi nha anh em. Chắc chắn là Triệu Vân nó sẽ bị thọt rồi. Đó, nếu mà đọc được map là anh em team mà hay mà hiểu ý nhau ấy, thì anh em có thể gọi là gì nhỉ? Cứ đi ép rừng thôi, cứ đến thời gian mà nó hồi chiêu cái con bùa nha anh em. Ôi hay quá, ôi vẫn chết nha anh em ơi. Bạn mu rồi hay quá nhưng mà vẫn chết. Rồi, mình giết được Zuka. À quên, mình bắt giết được bạn Triệu Vân. Hay quá được con bùa xanh này. Rồi nên cái giày rồi anh em. Tiếp theo mình sẽ về dọn đàn lính nha anh em. Không đàn lính lên cao quá. Nói chung mình cứ dọn xong rồi mình sẽ đi ganh nha anh em. Ôi con bùa xanh này, con bùa xanh còn 12 giây này anh em ơi. Rồi đợi thằng Zuka luyện về. Thôi nói cho nên cái bốn này. Rồi mình lướt đâm đầu tường như thế này anh em ơi. Rồi Triệu Vân này. Ôi SP sang rồi, hay quá. Rồi. Chỉ cần nó ăn bùa xanh luôn là chiến này trên. Rồi ông sang sớm thì mình cũng sang theo. Đó, nó ăn luôn khóa nhỏ này. Rồi ôi siêu việt thử SP hay quá anh em ơi. Rồi Triệu Vân chắc chắn nó mất con bùa xanh rồi nha anh em. Ôi ông Zuka bây giờ sang là hơi muộn rồi. Mình bật trước cuối, xả luôn skin. Rồi mình lại đã được con bùa xanh siêu thì ông Batman nhá. Rồi ông không ăn thì mình ăn. Rồi có cái gì đâu. Tiếp theo mình sẽ cố gắng ngậm nốt mấy cái con quái rừng bé bé nhá anh em. Đó, đi top anh em phải chơi như thế này nha anh em. Nói chung là gì, anh em vừa chơi vừa quan sát cái map nhỏ nha anh em. Chỉ cần anh em quan sát được map mà em có thể nhìn được rừng tim bạn, nó hiển thị trên bản đồ thôi nè. Anh em có thể đọc được map rất là dễ dàng nha anh em. Đó, bây giờ thế này mình sẽ di chuyển nha anh em. Ôi, nó ăn kinh công nha anh em, ăn xa nha. Rồi mình chiến luôn điểm kết đuôi luôn nha anh em. Rồi cái thằng đi này, mình bố náo nha. Bạn bố náo rồi, ôi thôi xong rồi. Bạn ấy chết rồi nha anh em. Còn coi như bò. Rồi, xịt kiểu đấy làm sao mà chết, ôi kìa. Rút đi. Chút, trời ôi, chết được không, mình hay quá, bạn biết đâu, trời ơi, bạn hay thế nhỉ. Thôi, bạn lên bảng đi nhá. Rồi, ông Batman, ông núp bụi đây làm cái gì đây, trời ơi, đợi bùa xanh chưa xuất hiện nha anh em. Rồi, gấu không hay, Triệu Vân không hay, trời ơi, ngại quá nha anh em. Rồi, là mù rát ăn tay kinh công kia. Rồi, nhìn cái mặt Triệu Vân nha anh em. Nào, con này cố gắng ăn con kinh công nha. Mà chuẩn bị xa bùa xanh nha, bùa rát đây, bùa xanh, ôi giời, đi ra đấy làm cái gì, ok. Mình chín, ôi Triệu Vân hết bùa xanh, hết banana rồi nha anh em. Ôi khổ thân bạn ấy quá, ôi bùa bùa rát à, bùa mình cái mày quá rồi, bị bùa rát nó giết, ôi giời, mình cũng được một mạng của Gigi nha anh em.
Rồi thôi, cho mình xin một sách nữa rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn nhá. Rồi ôi, thế là mình chỉ muốn lại nên thớt hôm ba rồi nha anh em. Rồi phần này mình sẽ soạn ít đồ trước cho nó hiệu quả nha anh em. Nên sau cái này chắc là mình sẽ lên cái hôn chân choi nha anh em, cho nó có tí máu, tí giáp kháng phép nha anh em. Rồi farm đi, gần triệu vân nhiều kia. Ôi bạn mít bạn hình bảng rồi đấy. Rồi đi thớt nhầm. Rồi chiến nó đi, chiến nó đi hết triệu một phá lên bảng đêm số nha anh em ơi. Khổ thân lại lên, ui về thôi xong. Rồi xuống đây, ta chụp mình ra xa để mình chạy về khó thôi con ơi. Rồi ôi chiêu mình còn mà anh em. Rồi ôi nó bật chụp cuối cái khó chịu quá, là quay lại đó. Rồi ôi bật chết nha anh em. Rồi vẫn được hai mạng nha anh em. Và bây giờ mình giữ chỗ khác rồi lùi cho sâu thì tí anh em ạ. Ôi nó chạy về trụ mình khó bắt lắm. Đó anh em chơi phải như thế nha anh em. Rồi hiện tại đường dưới, ôi nó có con hai nhà bảo vệ thôi rồi nha anh em. Rồi hiện tại chỉ Batman không bắt được rồi. Càng về cuối càng khó thì búp giáp khá là cao nha anh em. Bắt AD kìa. Rồi triệu văn không chết, Superman chết rồi. À quên, sau này cứ nội Superman nha anh em. Batman nhầm. Ôi bùa đó. Ôi mình có ăn của bạn đâu, mình dừng người mà. Sợ mình ăn mất hả? Rồi, anh bê quá này thì anh bê quá. Rồi mà tránh hình bạn khôn đấy. Có tiếp tục con bò xanh tiếp theo của triệu văn nha anh em. Ok, ăn nhanh thôi mất rồi sao nhỉ? Ôi mất thật rồi, ôi 1-4 hình bảng, ôi rồi mình chết luôn nhỉ anh em. Cách thích nhỉ, không sao, vẫn giết một mạng của triệu văn nhé. Ông nào ăn mình đấy nhỉ. Rồi, về đi. Rồi, hiện tại mình đang là 7-3 rồi anh em. Cánh chim. Con này là cánh chim rồi nha anh em. Ôi dồi ôi. Ngồi đây nhìn các bạn đánh ngứa tay quá nha anh em. Nghĩa là triệu văn gần hết máu kìa, ô kìa. Ôi, nhìn kiểu nhảy xịt rồi, dồi ôi. Rồi, vẫn nhất triệu văn nha anh em. Đó, khổ, quả bây giờ nhảy xịt không triệu văn chết nhau rồi. Rồi hiện tại team bạn thì có bạn Kiki lượng vàng khá là cao nha anh em. Cắn được team bạn rồi. Ok mình sẽ dọn đàn lính rồi thôi anh em. Dọn xong mình sẽ chắc là mình sẽ đi chuyển xuống đường dưới nhá. Rồi bùa xanh. Thằng Zuka kể nó lại không về. Mình ok. Rồi mình cứ ép đường nha anh em. Rồi Zuka nó xuống dưới rồi anh em ơi. Ok. Đó, mình sẽ dọn đường. Nếu ăn cái trụ này càng tốt nha anh em. Rồi tiếp theo là huân chương choi. Nói chung thì trong trận đấu chắc chắn mình trận hòa mình phải lấy cái hôn chân cho nha anh em. Rồi triệu vân về nữa anh em. Nói chung thì trận nào cũng phải có một pháp sư, anh em gì cũng phải kháng phép một chút cho nó cơ động hơn. Em phát năm quá thì giết một thằng AD thôi thì nhưng mà anh em cũng chết sớm nha anh em. Anh em nên được cái hôn chân cho vừa giảm thời gian hồi chiêu vừa một con sút gọi là chống chịu hơn một tí thì anh em có khả năng combat hiệu quả hơn nha anh em. Thôi thì không chấm gió liên thuyên nha anh em. Tiếp theo mình sẽ trộm cắp con quái rừng cho nó không còn màu xanh luôn nha anh em. Nhanh nào. Ôi tí cứ tưởng bạn ăn cơ. Trời ơi cả em làm sao con màu xanh của mình. Ôi dồi ôi đau rồi. Ăn cái cân này. Chạy xe bố thằng dụ. Ôi chú ca nó nhìn đi. Mình dọa khỉ thôi anh em. Dọa khỉ chú. Ôi dồi ôi nó bổ chú cuối xịt à. Rồi ôi tiếp tục. Ôi nó ăn cái cái cân này. Rồi cho AD ăn. Trời ơi ăn được không? Rồi hay quá bạn ơi. Rồi ăn nhanh. Rồi đường dưới mình sắp vỡ rồi anh em ơi. Ôi có thằng Châu Vân làm gì đấy. Mình chuồn nha anh em. Là mình quen lại hỗ trợ này. Rồi ăn chết nhanh thế. Ôi dồi bạn phải phân. Châu Vân bạn phải phế rồi nha anh em. Ồ tân bị ép trên cái đầu giờ. Không có gì mà đánh nhau nhầm xem. Ồ báo cáo trôn được. Rồi ôi nên mình chỉ còn sắp hết máu mà không ăn được thì hơi chán nha anh em. Kiểu gì cũng bị team bạn chửi cho há hốc mồm nha anh em. Rồi vẫn chưa nên nổi xong huân chương nha. Có thằng dương ngũ nha anh em. Rồi ôi mình kết nhất là team bạn chửi nhau kiểu này nha anh em. Rồi bật chức với ám sát bộc phá lên bảng điểm số. Rồi mình 1-1 quá là hay nha anh em. Rồi 8-4 dành cho mình khá là ok rồi. Ok, hiện tại thì đường dưới đã ăn dòng rồi nhé em.
Rồi, thằng ADT nó giờ vàng nhiều thế, bảo sao nó bắn đau thế nha anh em. Rồi ôi, nhìn kê KDA. Rồi nhìn triệu vân có 4k. Úi dồi, nó định bảo triệu vân có 4k 2 vàng nha anh em. Rồi bị SP thì bạn chửi triệu vân kìa 4k 2 vàng. Úi dồi ôi, đáng thương quá nha anh em. Đầu trận đến cuối trận bị team mình ép dừng thế này thì làm sao mà cơ hội đi farm được nha anh em. Đấy, bạn là không phải lỗi của bạn ấy đâu. Rồi ôi, sao lại chửi bạn ấy, khổ thân bạn ấy ra. Chốt nó 10 mạng đi anh em. Úi dồi ôi, khổ thân bạn triệu vân quá nha anh em. Rồi đi rừng anh em cũng hoạt hoàn cảnh đấy, cũng anh em cũng biết rồi đấy. Đâu phải mình chơi không hay đâu mà bị team bạn ấy ép cho thốn tận rốn nha anh em. Rồi mình mà chơi cuối thì bạn chạy làm sao được. Rồi ôi 94 rồi, cố lên. Ôi rồi khổ thân bận triệu vân quá đi anh em. Rồi ôi, rồi mình sẽ về mình dẹp nốt đàn lính nha anh em. Em đi em càng thắng càng nhanh tốt chứ đừng để nó mất rồi, cũng hơi mệt nha anh em. Rồi ôi, mỗi lần nắm trận chơi nên mắc đồ cảm giác nó kiểu đảo ngược tình thế rất xin là sợ nha anh em. Rồi Zuka làm gì đây, Zuka làm gì đấy. Rồi ôi không chết rồi, ôi bạn Zuka, bạn Zuka phải nói là cơ động vãi trường nha anh em. Rồi không giết được một mạng nào, ADT bạn lên bảng lên số. Rồi ôi hét quá anh em ạ, Zuka nó hồi chiêu, cảm giác hồi chiêu nhanh vãi trường nha anh em. Rồi hiện tại thì Zuka đi theo thanh lượt mùa 23 này rất chi là hiệu quả nha anh em. Vì bộ combo rồi nó sốc ra một kích khủng nha anh em. Kìa chiến nó đi nha anh em ơi. Ôi Batman kìa, yeah. Mình đây rồi, mình rồi. Mình cả S mạng nha anh em. Ôi rồi nằm quả bộc phá xưa rồi, 14 dành cho mình. Hạnh quá nha anh em. Không sao, nào chiến nào. Bột, rồi chết rồi nha anh em. Bởi vì bạn chết 4 rồi, ép trụ đi này. Ôi thì mùa xanh nhường cho mình đi bạn ơi. Rồi con mùa xanh mà bạn cũng không nhường cho mình nữa. Rồi mình sợ bạn rồi, lại nốt đi, nốt 10 đi. Rồi ôi, chịu vân được mấy mạng, 9 mạng rồi sao nhờ. Rồi quét sạch đồ hạnh quá nha anh em. Ôi mình thắng này, mình không dây dư dây da dây má nữa nha anh em. Cho bỏ tật mất dậy. Rồi ôi chắc là chửi nhau đấy. Rồi căng ngắm nhìn ra đấy cho 10 mạng này rồi. Ôi trời ơi, trận này thắng tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em xem hết video của mình. Để thay cho mình xin buồn nha, em xem đăng ký kênh của mình nha. Bye bye mọi người.